Ôi, em nó đậu một cái mùa sân bụi quá rồi anh em ơi. Bây giờ bắt đầu mình làm một tô khai sân nha. Trời hôm nay rất là u ám. Bụi quá trời bụi rồi. Do Tết thì mình không có đi phá rừng phá núi được. Trời hôm nay u ám một ám ha. Đấy, sau khi sạch sơ sơ là sạch sẽ nha, sạch sẽ đẹp đẽ nha, chuẩn bị lên đường nha. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh cho mình cái đăng ký kênh của Mobile Xuyên Việt ha. Rồi anh em nào quan tâm đến nhà đất Đà Lạt thì liên hệ mình luôn, mọi nhu cầu đều có hết nha. Đó, sạch là sạch sẽ luôn, đẹp đẽ ngon lành. Chúng mày lên đường thôi. Đâu, nó trời xa 4 cái mới chát luôn. Mới thay luôn hả? Những này là đợt trước mà anh. Đó, trồng đó đi, trồng đại đi. Để, rồi. Ít lấy lắm, trồng đại đi. Này. Cô hồn quá. Rút tới đây về lại. Chạy cô hồn quá. Về, về vô đầu. À, người đẹp nè. Người đẹp nè. Đó 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 đó, chạy xe kiểu gì vậy đó. Bả làm như bả 18 vậy á. Cặp sát xe chân luôn được. Mày mua năm đang Sài Gòn. Rút tới thẳng đó luôn. Alo Quyên hả? Quyên, cái chìa khóa xe anh trả từ ngay chỗ nhà anh Công đó nha. Xuống đèo luôn hả? Xuống đèo đầu đó là let's go, let's go. Quá, hầm mô quá. Tới luôn anh em ơi. Let's go, let's go. Ghê quá, bù ghê quá. Rồi, chiếc đó đi đi, chiếc đó qua đi. Chiếc đó thật mò qua đi. Let's go, let's go.
nữa quá. Còn duy nhất xe mình đây. Let's go. Thường trước đây vô xì vỏ đi. Người ta vô trước là xì vỏ, mình ở đây mình vừa muốn mày mình tranh thủ mình xì vỏ luôn. Mình phải tranh thủ thời gian phải không? Đó, đó là những hình ảnh chuẩn bị của cái một cái tour khai xuân anh em, vô mùa này mùa khô. Nên chọn cái cung đi nó cũng khó khăn lắm, tại vì nếu mà đi khô thì cũng đâu có gì đâu mà để quay cho anh em coi. À, còn nếu mà đại mà có sình lầy thì phải mưa xuống mới được. Nhưng mà anh em ngứa chân quá nên thôi, hẹn cho một cái hẹn giờ tập hợp phát tín hiệu lên thì cũng được 9 xe ha. Nói chung anh em cũng ok, còn một xe tới sau nữa nha, một xe hồi lên sau. Vô đi dễ. Đó. Còn đây, đây là toàn bộ đội hình của mình chuẩn bị xì vỏ ha. Do nãy mình ghé chợ mình mua lương thực thực phẩm, nước đồ nên mình xì luôn, vừa mua mình vừa xì luôn. Còn đây anh em tập hợp ở chân núi thì bắt đầu xì vỏ để cho vỏ nó mềm dễ bám đường ha. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký kênh á, cho mình một cái đăng ký kênh nha. Nó không có tốn ngàn nào hết á, nhưng đó là một cái động lực của mình để cho mình có một cái nguồn mình động lực để mình quay những cái video chia sẻ cho anh em coi chơi. Nhiều anh em cũng cùng đam mê cũng thích đi lắm nhưng mà chưa có điều kiện ha, chưa thể kết nối được. Nói chung những cái tour như thế này thì nằm ở Đà Lạt, xung quanh Đà Lạt bán kính khoảng 5-70 cây, thì Đà Lạt không khí nó mát mẻ và cảnh đẹp nữa, nên anh em lên du lịch thì có thể mình kết hợp mình đi chung luôn. Rồi anh em nào có thích đi cung nào thì ok, mình sẽ chỉ review hướng dẫn cho anh em ha. Mùa mưa thì nó sẽ có những cái cung hết sức là tuyệt vời luôn anh em. Rồi anh em nào mà có, mình thì chuyên môi giới bất động sản tại thành phố Đà Lạt luôn ha. Anh em nào mà có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một lô đất tại thành phố Đà Lạt thì cứ liên hệ mình tư vấn để có được một cái lô đất ưng ý nhất, ví dụ như là diện tích, đường đi, vị trí, rồi giá tiền ha. Đất vườn, đất công nghiệp, đất cà phê hay đất nhà kính hay là nhà khách sạn đồ đủ hết nha. Thượng vàng hạ cám có đủ hết. Tiền nào có nấy, anh em muốn đồ đẹp thì tiền nó phải cao nha, còn hàng dở thì tiền nó sẽ thấp. Và anh em nào mà ở Đà Lạt có đất bán thì cứ alo mình nha. Mình chạy là mình review, mình quay phim chi tiết đất đai như thế nào rồi mình sẽ chào bán phụ cho anh em. Môi giới là một cái cầu để nói giữa người mua với người bán nhanh nhất ha, đó là tiện lợi nhất. Rồi mà anh em tiếp tục theo dõi video nha, chuyến đi của một cái khai xuân. Do anh em cũng bận bịu nên chưa đi được, hôm nay mới hợp nhau để mà lên đường. Đây là mấy anh em tranh thủ xả vỏ nha.
Home Camping Shop Phim Photo. Quá trời luôn. Lần đầu gặp anh, phải không? Dạ. Chào anh. Anh tên gì? Chào anh. Em tên Hoàng. Hoàng hả? Nhiêu tuổi? Em trẻ, em mới có 33 hả? 33 hả? Ồ, anh 43. Dạ. Xì đại đi, chừng nào nó hết hơi là nó không có xì nữa đâu, yên tâm đi. Áo xe vẫn phà phà mà. Rồi, chuẩn bị lên dốc, anh em xì gió. Ồ, cái kiến đẹp quá ta. Cái kiến đẹp á, bữa nào cho mượn đi, cưới mượn nha. Nó ưu tiên làm xe mình trước rồi. Cắt cái râu vậy chứ. Ồ, cái đó chống rung làm gì rồi, bằng cái của anh. Lên dốc lên em ơi, quá cao. Sợ quá. Khả năng là đá văng vô đầu rất là cao. Ghê lắm. Comment nhiều quá, đứng núp lùm quá trời luôn. Giống bắn tốc độ quá ha. Đây nè, đây người nữa nè. Giống bắn tốc độ quá. Đó, chờ xe lên nè. Đó, xuất hiện. Ghê lắm, văng á, đá văng vô đầu luôn á. Nguy hiểm lắm nè anh em. Phải đơn giản đâu. Hên xui thôi. Hey. Bao đốm, bao đốm, bao đỏ, bao đỏ, bao hồng. Phải ghê á. Phải ghê, phải ghê. Đây, em mất xu. Quá ghê. Không, nhìn xe tốt ở dưới bắt đầu à, lên dốc nha. Hồ Tiên nay cái dốc này quá đơn giản rồi. Bằng hết rồi. Bằng hớn à. Đây là con dốc quyền thoại nha, nhưng mà bữa nay nó người ta sang ngủ nha, láng rồi, rất là dễ đi luôn. Can hả? Không phải, can thì khó quá, đi sao đây? Khó hả? Dính cục đá này kìa không? À. Có chêm như vậy? Cứ đi thôi, thẳng thôi, cầm cao cứ chi nè. Hả? Không có hả? Ừ. Ừ.
Gầm cáo mà ăn bánh đây bánh đó. Chỗ này tụng tụng cục đá này không? Gầm cáo mà sao vậy, còn không đi sáng đây. Đây quanh lên đây hả? Ừ. Thế xe kia lại đi bánh trên bánh dưới đó. Còn nữa không đi vậy, bánh bên này bánh bên này. Đi trái nha, quyết định trái nha. Dè là cái đi, tại vì có cục đá. Tài, lấy vào tài đi. Cái ca này khó quá. Ok ok. Rồi rồi rồi, ok ok, rồi nghe luôn nghe luôn. Rồi. Đúng rồi đúng rồi. Ok ok. Đơn giản. Rồi lên đây Trân ơi. Tới con báo hồng xuất hiện. Báo hồng đâu? Báo hồng đã xuất hiện. Đó, tấm chậm lắm chậm rồi đó. Chai tành chi tôn chai tành gì đó, ai muốn đọc sẽ đọc bập. Rồi nghe luôn nghe luôn. Một cái vỏ sao cán đá. Đúng rồi, đường nó đó lên luôn. Đúng rồi đúng rồi, ngay ngay ngay. Rồi lấy qua đây, lấy qua phụ đi. Rồi lên mạnh đi, mạnh để bơi vỏ, mạnh để bơi vỏ. Đúng rồi. Ok ok. Tật ha. Ô xe này khỏi bạn ơi. Ô bộ cán cục đá nhọn quá. Ô chàng hãng luôn. Gầm cao. Chàng hãng luôn. Súng nhà chụp hình làm kỷ niệm. Đây là view cầu đất xuống thành Mỹ nha. Rất là tuyệt vời luôn. Bên đây mới đây là ngắm sao luôn ha. Ngắm sao ngắm trăng. Tiêu đi. Cái này dặn hết tiền gỡ ra bớt rồi. Thước lái. Đổi thước chứ. Bố anh em là cây thông, tại sao nó lại có cái dấu như chữ V như thế này? Dấu chữ V. Cái thông này rất là bự nha, ôm là không giáp luôn, cái tay như này. Chắc cả hai người ôm mới giáp. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tháp Kinh Luân luôn. À, bên đây nó lại có một cái dấu nữa.
nhìn thẳng ngay giữa màn hình là bên kia là tháp Kinh Lân ha, chỗ bồng lai đi vô đó. Đây xa. Rồi vất vả nãy giờ chúng ta cũng lên được tới đỉnh Bánh Xèo anh em ơi. Đây là mình review cho anh em coi. Đỉnh này thì ban đêm cắm trại camping hết sức là tuyệt vời luôn ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Hẹn anh em video tiếp theo nha. Còn nhiều cái ly kỳ hấp dẫn luôn.